Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Thiên Vũ Channel. Thì ngày hôm nay anh em Thiên Vũ lại tiếp tục lắp đặt một vô vàng con SE thương hiệu của Đức. Thì hôm nay mình đã có mặt tại Bình Dương, thì đâu đó tầm khoảng 5 giờ chiều mọi người. Thì bây giờ mời mọi người theo dõi tiến trình lắp đặt của anh em như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái loa full này. Thì công suất của cái loa SE này là tầm khoảng 350W. Thì với loa 3 tấc thì nó đánh dãy full nó cũng rất là tốt mọi người, nên là mình có thể bù súp được. Nên mình cũng là khách có nhu cầu là không cần dùng súp. Sau đây thì anh em cũng đã tiến hành bắt đầu khảo sát không gian nhà khách. Thì vừa rồi thì anh em cũng đã tiến hành là chuẩn bị bắt vị trí lo là phía này rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã lên khảo sát á, mọi người thấy không? Đó, bây giờ nó hiện trạng bây giờ là nó sẽ bị dướng cái là ống máy lạnh đó mọi người. Nên là anh em bây giờ cũng phải thay đổi phương án khác. Bây giờ là mình nói với khách này, xin khách là khách hỏi là bây giờ mình đổi phương án là đặt chân lo thì chị cũng ok, nên bây giờ mình sẽ để nắp đèn lại để mình tính phương án tiếp tục. Nhưng mà nói sơ bằng âm học thì mình cũng nói là tương đối phòng này cũng là đó, mình test thử nó mới mọi người biết cái đó, nó hơi bị vang. Nhưng mà cũng do tương đối là chủ á, thì cũng là anh khách cũng là cũng thiết kế bàn ghế sofa gèm cũng là tương đối rồi, nên nó cũng giảm tối thiểu đi cái phần nào của đó bị vang, độ vang đi. Như gèm là mọi người thấy không, rất là đầy đủ mọi thứ. Còn vách thì anh cũng đang cho một cái là vách gỗ rồi đó, mọi người thấy đó, vách gỗ. Nên là mình cũng nói là về phần vang cũng giảm thiểu khá là nhiều, cũng nói là ổn. Dưới xíu nữa anh em sẽ căn chỉnh delay cho nó tốt hơn. Ok, nhưng bây giờ phương án đổi qua là mình sẽ đặt chân. Thì bây giờ mình không ăn chân được mọi người, tại vì anh em cũng lúc đầu chỉ là biết chơi ti thôi, nên là không khách cũng không nhu cầu đặt chân. Bây giờ khách muốn đặt chân thì giờ mình sẽ đặt đỡ tạm cho khách một cái thùng lo như thế này. Thì xong sau đó thì ngày hôm sau mình sẽ gửi đến cho khách một cái bộ chân, mình sẽ đặt vị trí hai bên nhìn cho nó đẹp hơn. Tất cả mọi người, thì nãy giờ mình đã anh em chúng đã tiến trình lắp đặt xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua bộ dàn phố ghép ngày hôm nay cho mọi người biết như thế nào. Thì hôm nay mình sử dụng là con Micro Summit 599 RO2 và con cái quan số mình sử dụng là con Paramax RO D30 và con quản lý nguồn BS1 và con main mình sử dụng hôm nay là con DD600. Thì một kênh của nó là 600W nha mọi người, để cho đáp ứng vừa đủ cho con SE thương hiệu nổi tiếng của Đức này. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành setup và tune hệ thống âm thanh cho mọi người và hát thử test cho mọi người nghe thử chất âm của con này như thế nào nhé. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lòng
thương màu áo trắng, tan chiều hoa áo thì ok, thì anh em cũng đã xong xuôi hết rồi. Thì vừa rồi thì mọi người đã nghe thử chất âm của con SE này. Thì mọi người có cảm nhận như thế nào thì nhớ để comment phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Thiên Vũ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.